Hey, Thái xin chào cả nhà nha. Hôm nay á thì Duy Thái có những người khách, những vị khách rất là đặc biệt cả nhà. Thì đây là các anh các chú ở Nhân Trạch Đồng Nai rất là yêu mến. Dạ, rất là yêu mến Duy Thái luôn. Về cái đồng quê của Duy Thái đó mà thưởng thức các cái hương vị quê hương của vùng quê của Duy Thái nha, như là cá lóc nè, cá dày. Rồi lươn này thì 4 con này 2 kg nè. Này là của Duy Thái mà đỡ dơ dớn mà để dành lại cả nhà. Thì ở đây là có thêm hai con gánh di tượng nữa. Hai con này chắc cần 3 kg nữa nha. Thì chút xíu nữa mình sẽ làm món gì nè. Gánh di tượng nè. Hầm xả đi. Gánh di tượng mình hầm xả đi. Hầm xả với lương với cá thì nướng mồi với hấp muối nữa. Có hai con hấp muối nữa. Thì giờ mấy anh em mình làm mồi cả nhà để mà tiếp đãi các anh các người bạn mà từ xa đến nhà của Duy Thái để mà giao lưu cũng như là vui chơi cả nhà. Anh về thì bắt cá nướng cả nhà. Này mình nướng hai con thôi đúng không anh? Mình nướng hai con, còn hai con thì mình hấp muối nha, nổ muối. Cái còn lươn thì cũng 4 con, hai con mình chiên, còn hai con thì mình nướng mồi ha. Đúng rồi. Dạ. Mồi này chiếu nó trời mưa liu riu nên mình đã lai gai nữa ha. Bén liệt bén luôn á. Thôi thì cá thì rất là mập luôn á nha. Tháng này thì cá nó ăn uống đầy đủ mà. Sao bỏ nhậu sao? Bỏ. Dám nói à? Bây giờ có hồ dám nói không? Bỏ cá nè, không phải cá lóc nha. Cái gì không? Bỏ nhậu nhóm ai? Bỏ nhậu ai thôi. Bỏ này giống nhậu. Đi thôi nhóm ai đi thôi giờ con. Tự hiểu chưa? Cá thì mỗi nhọn giống vợ tôi. Lúc hết rồi tết nói nhọn nhọn nói giùm chú Hầu. Không, em thấy về chắc chú về không mới dám mở tivi xem nhà đâu. Anh diễn clip rồi coi luôn thì tiếp luôn. Cái này thì lương hồi mình làm hai con. Cái lương đó thì hai con mình chiên. Anh bắt vô hai con chiên giùm em đi, rồi hai con để lên em nướng. Cái giày đó thì do cái giày này giờ mình hấp muối. Xin lỗi tình yêu của tôi. Đây đây chưa? Đợi chút đi. Lát nữa tính sổ với bà. Ủa tính sổ với mày sao? Bắt lương xuống mình nướng nha. Hai con. Bác cái này rất là vui tính luôn. Được cái sợi vợ à? Không có sợi vợ. Chơi bỏ nhọn rồi sợi vợ. Ủa là chú Hồng có rồi, lỡ mà nghe một cái nha. Không, chạy nghe thôi. Mày muốn rủ ông đi nữa. Chạy nghe thôi. Thế là lần đầu con tôi nhỏ xíu rồi, có chết không? Còn sống mà. Cái này là mình để hầm gắn á nè, hầm nước dừa ha. Hai con gắn nha nha, hai con gắn này thì cỡ 2,5 kg không ha. Hai ký rưỡi à. Bác ở đây nướng rồi hai con cá dày cả nhà. Rồi đang nướng thêm hai con lươn. Thì trong quá trình nướng lươn thì mình sẽ hấp mấy con luộc mấy con cua cả nhà. Cua này thì mấy mình nãy thấy vừa mới điểm nguyệt nó xong rồi. Gần chín rồi. Cua này nãy thì mấy anh chạy xe ngoài đường đó nha, thấy người ta bán 200 thì mấy anh mua gần 10 kg. 1 kg 6 con. 5 con ký này thì mua 200.000 ký đó nha. Gạt có nửa giá. Giờ thì thấy đem đi luộc đó nha. Ở phía trong á thì anh tính đang chiên những con lươn đó nha. Hai con lươn chứ. Hai con này là nó chín rồi cả nha. Quá ngon. Thơm anh Tính. Nãy cuốn tròn lại ra vàng ngực. Anh Tính thì đang chiên cái nhà. Ở phía ngoài là bác với cùng với những người anh đang nướng cá với đang rửa cua. Còn phía trong thì anh em cũng đang hầm gắn cái nhà, gắn di tượng hai con. Chín rồi nè. Quá trời ngon anh Tính. Một con ở với bộ đồ lòng nữa cái nha. Thì mấy bộ đồ lòng này thì mấy anh em mình cũng chiên luôn. Chiên hồn. Dạ. Có chiên có chín
Ờ thôi gì mình bỏ vô mình luộc xả chung với gắn đi. Hả? Này cái nồi này nãy giờ thì cá chín hết anh ơi. Chín nè, nó nứt thịt rồi. Không mà cho nó khô khô xíu nữa đi. Chưa đáo không? À, nó chưa có gáo không? Nó chín rồi đó, nhưng mà mình để xíu đi. Còn hai con lươn bên đây này. Cá thì cho chín để dưới rồi. Cái mồi thì nãy giờ mấy anh em mình cũng chuẩn bị xong, chỉ còn cái nồi gắn thôi. Nhưng mà trước mắt thì anh Nam đang pha cái... Chú Hồ, lấy hai cái ba lô. Cái hũ gụ. Để ngồi chú mà được không? Được rồi, được rồi. Còn cái cây ngồi cũng khó rồi. Cắn không heo. Xuất vô đây nè. Mấy mấy lâu qua mà vừa ai vừa. Hai mã với hai lông. Gụ hai mã cùng với hai lông. Cái này là cái bơm mà gụ từ bơm á của những người anh mua xuống để mà mình uống gụ qua nè. Rồi gà nút lại, gà nút lại. Nó anh rót thử một ly cho cả nhà xem cái. Bây giờ tới nè. Nó nguồn ra. Thử coi nó chạy chưa đó. Nó nguồn ra. Chưa có bật bên đây gì. Đó, cần gì nhiều quá nha. Chà. Rồi, rồi được rồi, rồi rồi rồi. Thử lại ly khác. Bỏ ly đó xuống đi thử lại cái này. Cái hũ đồng bánh bao lâu rồi? Không, tự tự tự, khỏi bấm nữa. Nhiều nhiều chưa? Ha, lưng lợn miếng đi. Dạ, nhiều lắm. Nhiều quá. Được rồi. Nhiều lắm á. Được, được rồi, được rồi. Nên vậy đó, đưa nè. Rồi. Quên còn mưa ớt nữa. Chưa đâm mưa. Dạ, dạ, để con đâm mưa. À, cái tự nhiên. Đó, tự nhiên cứ bỏ lên lại chạy, bỏ lên lại chạy thôi. Bỏ ly nữa, bỏ ly nữa. Bỏ ly nữa. Xuống mồi mình nhậu em. Đó, 10 ngàn đó. Đầu video thì thấy... đầu bữa ăn chứ lộn. Nếu mà có anh Nam vẽ cái ra rồi con mời bác ăn sử dụng cá cùng với mấy anh em tụi con cũng như các món ăn đồng quê dân dã. Mời luôn à, cả nhà rồi. Mời cả nhà một ly rượu. Rồi vô pha năm bộ, pha năm bộ em cứ bỏ vô cái nó chạy rồi chửi gió đi chạy cái này cũng không lên được rồi chưa còn mình hết rồi. Nhà làm mấy thôi thôi không. Để chạy xe cho nó là đàng hoàng, không có bằng lái theo, không có theo bằng lái. Chơi cái này là uống uống rượu không ăn gian được nè. Bị đi làm sao? Không ăn gian đâu, mình rót đỡ cực nữa. Rót cỡ nào không cỡ nào là cỡ đó. Rồi, anh tính vô luôn tính nè. Em có đem bằng không? Có. Cá về này nó dài hơn con cá lóc. Cái bằng của em đâu? Em đâu? Muối ớt chanh. Bạn nói em có đem bằng đâu? Em có bằng em cầm đây không? Cái bằng em không có giá trị. Trời ơi, bữa đó em chạy, con chạy đây mà anh chạy quá tốc độ mà cái hai công an thấu lại con ngã lại con lăn qua kêu quanh qua thế nào quanh xuống quanh chạy chứ gì đâu có chạy lâu. Thì có bằng lái cầm kèm theo không được, không có thằng nào có bằng vô, lái hết. Vô, đúng không? Chú à, bằng lái nè, cá đi chú. Lấy bằng lái em thế. Nói chân giờ tụi nó chơi đâu, nó xài bằng nó xài bằng thằng nhỏ nó nhậu xịn quá, ngửa áo một bên. Anh quên đem bằng lái rồi, anh nhờ chạy giùm chứ bây giờ để nó chạy rồi sao? Vậy thôi chứ có gì đâu, anh quên thôi. Thì nó nói với người không nhận gì đó, khó mắt lắm. Mình chạy đàng hoàng, chạy tốc độ đúng tốc độ. Ăn thử lương đi. Ngon ngon, ngon ok mà. Nhìn là biết rồi, ngon rồi. Nam cũng mời cả nhà miếng quá đã nha. Quá đã Nam ơi. Chế này với này không ba? Đây, đưa lên nè. Bây giờ em đi địa cái này thôi. Đi địa cao mà. Tụi vô chứ. Dạ. Nãy giờ cái ấy quá thấy quên nhổ rau cái nha. Dạ. Dạ rau thì nãy giờ trồng ngoài này nè, nhưng mà quên nhổ luôn á nha. Rất là nhiều rau luôn. Cái đám bình trước nó nhổ mình nhổ lên cái lật ngang cái nào? Đám này à? Bên kia kìa, bên kia kìa. Đám nào cũng được, mình cứ nhổ lên nhổ xong cái rửa rồi kìa. 1 2 3 kìa, bên nó bàn tốt hơn kìa, nó lớn rồi này để đó sao? Ừ. Đây thì lần đầu cũng như là lần đầu anh về nhà em cũng như là U Minh anh chơi thì anh ăn cái món cá này anh thấy như thế nào anh? Anh Hoàng. Anh Hoàng. Dạ. Anh Hoàng. Anh là anh Tùng. Anh Tùng. Đây là Bác Hồ. Dạ. Tổng tư lệnh. Đây năm. Dạ. Có khi nào pha năm một của cháu Thái này á, là có khi nào rảnh rồi bắt đầu xuống đây giao lưu với cháu Thái nè. À. Bên mong tình buồn luôn, cái muốn cái gì có cái đó. Cá vô. Vô càng đi sâu càng hấp dẫn vô, nha. Vô cái vô đẩy đẩy cá, đẩy cua, đẩy lươn. Cứ đẩy vậy nè. Còn nữa chứ chưa hết đâu.
rượu bén nữa, ông uống bà khen nữa nè. Uống bà khen luôn. Lần đâu có đâu. Hả? Đây đâu có. Nè hãy mát kia lên. Một hũ ta cả. Hãy mát kia lên. Sao hồi đâu bộ này. Có phải rồi, phải rồi. Anh Nam, anh Nam. Lấy cho một ly kia gửi qua bên tính nha. Cứ ăn không được bụng chết luôn á. Cái này mà Dũng chỉ mà không còn sống thôi trời. Mê. Đừng nó tới luôn. Ồ nước trong dụng đâu không biết đi xuống một lần nữa đi dẫn đi á. Dũng quá đi dẫn đi mà không biết có đoạn nào liên tục nữa thôi. Ổng còn sống không? Cáp ra ok luôn á. Tắt đường tối ngày luôn á. Đường tắt về luôn. Cả nhà ở đây đang thiếu một cái món gắn nha. Chưa. Cái món gắn là tại vì mình đang hầm cho nó dai á. Hình như cái bật nó mềm quá. Ổng đi xuống đây đường này nè. Chân chân thời. Chân thời là chỗ của hồ nó bạc á. Vì vậy nó đi lộn xuống rồi chạy không. Ai giúp bắt hồ đi. Đám hướng nó quen quen. Còn kêu mà nếu kêu tắt á thì dùng ở Cà Mau này kêu bằng cái huyện Trời Thần là mình biết ra đâu. Trần Thời á? Dạ, Trời Thần. Ủa huyện Hối Trần. Mà cái huyện này đâu phải là huyện Trần Thời đâu. Dạ không, huyện này huyện U Minh. U Minh mà, U Minh Hạ Ha Thượng. Dạ, U Minh Hạ của Cà Mau là U Minh Hạ, còn của Kiên Giang thì của con sông đất cái gì nó rất là trắng luôn. Dạ không, sông đất. Còn em Nam, cái em đây có một thằng mà có một anh đó mà nó giữ rừng tràm cho rừng U Minh Hạ mà nó thi này giờ để tính mời cả nhà một ca dụng cổ á khúc dạ. Lương chiên nè nè nước mới dưới đây nè ăn chấm mắm mè cái chào đó lâu chưa chú cũng bắn chinh nói chung là khoảng chừng trước dịch giờ nó cũng nổi tiếng nó thành ca sĩ luôn rồi đó. Ta coi cả nhà là giữ rừng cho giả là người giữ rừng cho U Minh Hạ. Đây nhiều nhiều người giữ lắm nên con bên mông rừng bên mông đây là lương chiên đó nha thì mà nó nổi tiếng mà nó nên thành ca sĩ là mà đây nè bác ơi cái ca cổ hay lắm nó hát chắc chưa lượng không lên được yeah, vô cái to ngon lương hay ngon nước chấm vợ con đâu thấy cảnh này đi chút cái la này kia từ Nhân Trạch Đồng Nai về tới vùng quê của Di Thái đó mày ăn cái món đồng quê của Di Thái đó nha em hứa rõ ăn xong về đó không vô nữa chỉ từ Đồng Nai đi về 800 cây số ăn xong còn đi xíu nữa vậy chạy vô đi xíu nữa vậy vô trời cũng hâm mộ lắm á mới xuống á gần xuống gần mấy trăm cây mà rõ ràng mấy dạ. Trăm cây đi về. Từ hôm qua tới nay mới tới đó dạ. Đi về 800 cây chỉ để ăn những cái món đường, đồng quê như thế này thôi dạ. Trăm nước mắm me nữa nãy me là ok nào. Luôn đây là hồi nãy xin bỏ đường nữa là nói bỏ đường là bất chất rồi lương bất chất chấm mắm vô nghe coi mắm me của bác Hồ đâu biết làm sao bác Hồ mắm me nè lấy chưa ngon nãy con em làm cái ngon quá ngon cái này chấm mắm me mới hợp chứ cái muối tiêu chanh này đúng. đâu có hợp không lương chiên thường là mắm me còn đồ nướng là mình phải muối tiêu chanh quốc cái á má xui làm sao tại nhiên nướng nó lựa em gì mà sao cu lực đâu con này nghe đó con cho được được nhiều đó thấy chưa con Cà Mau nè nướng ngon quá ta đó ngon thịt mà gạch ngon tuy là cua nó nhỏ nhưng mà nó rất là chắc luôn á nha tứ này là tứ bàn tay chế biến ngọt thường khá bằng yếu á không gây á chất lượng đùi gà nè ăn cua phải ăn đùi gà vậy nè ăn cua quá nhất ăn cho đó hay vậy ừ xé cái đùi gà hết con cua ra rồi đứt cái chừng nhiễu cái gạch đây là cái rau nãy giờ đây, đi đây, hái cái nhà thì chút xíu nữa tới đi nhổ thêm một số nữa cái nhà nãy giờ thì lu bu hết giờ thấy quên luôn đây mừng Nhân Trạch mình xuống tới Cà Mau mình chơi nha vô cái nha ngon nhưng mà tình hình này là còn ghé hoài cái đốc có mình ghé đây luôn à ngon chất lượng quá rồi thế thật bữa nào thì mình kiếm cái mồi nào khác sống sống đi châu đốc cái mình tạt qua cái đó để vô là nó bấm gì đó nè khi rồi để cái sáng con đó là sẵn ha xài pin luôn á nếu như mà ở đây là mình còn món thịt chuột giả cày là như thịt chuột mình sầu lanh như mình chỉnh lên mình cho cao lên chuột sầu lanh cũng rất là ngon luôn nó hơn đồ cái đồ cống nhum á dạ đồ cống nhum mà mình xào lăn nó không có thua viên trồng đen á dạ con cống nhum á mình xào lăn sạc giống như điện thoại vậy dạ cái chảo khỏi là khỏi rồi đưa theo quay luôn nhiều chết dạ em tha miếng chanh da nó quay nó dòng đụng đó để tới chừng đó là bác Hồ ra tay không mà cái keo này chắc khỏi tốt tiền xăng nhiều á
Tôi thân nhiều tiền mồi. Cái này là nãy giờ chưa ai sử dụng món lương nướng nè. Giờ anh tính cũng khai mạc cái món. Thử cái coi, tại tính ơi. Tại một cái đi. Đi bóc cái rau chứ gì, bóc không có con. Vô là thờ Nguyễn Hỷ đi. Dân đi đồng ruộng mà. Coi giống như mình lúc thờ dân giả, dân cho đi, dân giả, dân giả. Dân giả bóc thôi. Wow. Cái lương nướng này là mình phải chấm muối ớt mình ăn nó mới đậm vị chứ. Chấm bằng tay luôn. Đúng rồi. Nhúng ngập cái tay luôn, nút luôn cái tay vô luôn. Thấy sao ba ăn ngập mồm à. Ngập cái tay coi sao béo quá. Ăn một miếng rau của anh. Anh Hoàng nữa sao thấy có ăn gì đó anh Hoàng. Hả? Là sao còn gì? Cái gì đen đó. Còn dính sâu. Không, cái đó bụi á. Đang ăn nổi sốn nước rồi đó. Không mà thấy gì chứ. Cái này là không có sâu. Không, có sâu em mới ăn. Sâu là rau sạch đá rau sạch. Nó ăn hết rồi nó chui xuống dưới rồi mưa đang mưa vậy sao chứ ngóc đầu lên được rau không sâu là không ăn à cua, không cua sâu chắc sâu ăn cua chất lượng lá sâu quá chất lượng chắc lắm coi kỹ mà trời ơi thì nó nhỏ nhưng mà nó là không có sâu không chắc được không phát lên một cái bộ giá tại không có chắc con gỡ cho em nhìn kìa đây nè con này sâu lá nó ăn kìa quá trời luôn à sâu luôn không có son không có son hả gạch này kêu gạch giá nè bác giá. Gạch giá thôi bác xuống tới dưới con rồi thôi con gửi cho bác cái mù à, kèo này được á được cái này được ê ban ngày cho ăn mù này ban đêm cho ăn mù kia nha dạ, ban đêm thì cho ăn cái mù bự hơn là cái con cua bự hơn bởi vậy tối rủ đi không dám đi mà giờ ho tối đi ba đêm đi chơi à không tại tối với ông chú này nằm ở nhà ngủ tối mệt quá đi thì mệt quá chạy xe mà nói gì chứ chạy xe đường xa thì mấy ngày mình chạy giờ nó chạy đâu nhưng mà anh chạy mấy ngày liên tiếp mà chạy mấy ngày liên tiếp lên xe cái rồi sáng ăn tụi mùng ngủ bây giờ thì để sáng gác máy thấy vô thấy lấy cái nồi gắn của mình ra ngay cả nhà không ngủ giờ ngủ này chị đang này nè nãy giờ mấy anh em cùng với chú cháu mình á thì cũng đã ăn xong xử xong hai con cá lóc cả nhà nhưng mà lương với cua thì vẫn còn nguyên giờ thì thấy lên tiếp tục cái món gắn hầm giờ cho nó mềm chút á dạ dạ mềm 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 ăn món gắn hầm mới này hầm xả nè hầm xả nước dừa dạ hầm xả nước dừa giản là ngon đơn giản mà nó ngon hai con thấy gì chứ ở chỗ khác không có đơn giản đâu nha chỉ có mình ở đây mới đơn giản mình thấy nó đơn giản vậy thôi chứ chỗ khác mà đi mấy trăm cây xuống ta xuống dạ rồi thơm không cái mồi này là nó mặn lắm cái này có những lúc mà có tiền chưa chắc gì đã mua được cái nhà cái gắn này nè tép tu hành vô rồi gậy sống rồi em này muốn nấu cháo đơn giản chú là làm rần rần liền anh Tùng biết sao bữa anh điện em á là em chừa cho anh một con 2kg nhưng mà con 2kg nó không có ngon cái em chừa lại cho anh hai con gắn này con tầm bán ký mấy quá tốt dạ nó mập còn có 2kg kia nó vừa đẻ xong á nó không ngon vì trang miệng con cá dày vậy đó anh nói cho em nó làm cái gì ngon để cho anh y chang miệng con cá dày vậy đó cái bỏ mà cái con mà bỏ nó dày ha thấy dạ cái con 3kg rồi dạ con mà thọt vô cái lưới bắt á vô á con nó còn di cá di cá dạ di cá này nó con này đi cắp à đi vô con này đi vô à đi cá cái gì dồi nó ngon thịt nó ngon hơn gì cá nó có giá trị hơn giờ con mời bác cái món gắn ở bao tử nè dạ yeah. Yếu bụng không được đâu yeah. Không phải cái này để gắp rồi quay thôi để thử có độc không lớn tuổi dài lắm á nha không cái đó chắc phải theo thì các bạn đúng không vô nặng đô lắm rồi mời lớn nha mới vô đi vô dài con dài dài à bao tử là phải dài bao tử là phải dài mình đó là rắn này không được mình nên là giờ ăn thịt gà rắn một để cho không. Để cho chắc mấy nhỏ bác lớn tuổi ăn nó mềm mềm thôi chạy một chết con luôn á không nói chung cái gì người lớn tuổi thì những đúng cái đúng gì đúng con nhất thì mình thấy còn mấy cắt ra bụng yếu bụng yếu kéo cắt hết nhiêu đó là hết con rắn của người ta đó nam cắt ra đúng rồi cắt ra đi cắt ra gì đó được nhiều quá chia phải được thôi là cái này bác ăn được nè gan cái đó mềm á gan mềm mềm đây mà bụng yếu được không á được uống ly không không ăn mà nó cản riết luôn á lớn tuổi mắt mờ
Nè anh. Trắng quá không được, đen ăn được. Còn cái này nó mới ngon nè, cái này là đặc chiêu nãy giờ, nãy giờ là biết cái gì không? Trứng con lươn á là mình ăn mình chưa ăn cái trứng lươn. Đây mấy trăm cân. Ơi, 500 con. Không, không ăn cho nó. Rồi. Ủa tối ăn trứng rồi giờ cũng phải ăn miếng trứng chứ. Được rồi, tùng rồi. Chưa còn nhiều lắm. Được rồi, ok. Đây. Cảm ơn nhiều. Bo lòng à. Rồi đi nhỏ lạnh rồi, không ăn nên là không ấy. Bo đồ lòng lương. Rồi nói chung em chia đều nha, còn chi công ăn của em nha. Rồi, được chứ. À, cái này chắc xém sặc luôn á. Lương. Tại vì trong đây còn nhiều mà, đây cái này gan, cái này gan. Cái này gan có gắn bự hơn. Gan, gan, gan. Lương ở đây mấy ông làm, mấy ông lấy ruột mấy ông làm luôn ha. Rồi ha. Mời anh cái không, không bỏ gì luôn á. Cái con lươn nó đó. Ngon nhất cái đùi thứ hai nó bỏ đồ lòng mà. Bỏ đồ lòng có trứng nữa. Ừ. Hết ruộng hay nó quên ta? Chưa tắt đèn đó mới chịu được. Còn mà. À phải đụng nó hả? Đụng nó để vô nó. Để vô cho nó đụng thấy cái bỏ vô, bỏ vô cái chúc mừng Cà Mau mình ta tới Cà Mau đi. Cái này cũng có trứng nữa nè. Đó. Em trai, đưa đưa đi em đây. Nãy giờ ai cũng ăn trứng ăn mà rồi sao không để cho thấy. Bây giờ còn còn thịt đó thì tính cầm một cái khúc thịt xước. Xước xước mía cho nó mới đã. Dạ đúng rồi, gắn nè. Tính rồi. Dạ. Rồi lên cùng Liên cái đi, chúc mừng chúng ta đã đến Cà Mau. Cà Mau. 1 2 3 vô. 2 3 vô. Mừng sức khỏe nha. Khỏe chứ không khỏe không ăn nổi à. Đó, cái khúc gắn của anh Tính nè. Cái này gần cần cổ đúng không Tính? Ừ, cổ. Gắn này nạt sắt da luôn ha. Cái này ăn không bỏ gì đâu. Thịt là thịt da sát mày luôn. Ăn đi lá mềm làm cho cục rắn ăn chứ giờ có nói thiệt nó trời cũng dứt. Đây. Chị nghĩ sao cho vậy? Đúng không bạn? Tới đây rồi mà nghĩ xong dứt hả? Ôi béo. Ngon. 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 Nãy giờ ông để cái khúc đó đó. Có. Làm miếng bao tử nha. Làm miếng bao tử thử coi rắn này nó dài cỡ nào nha các bạn. Em ăn nghe bất hồn. Bất hồn cái rồi, bất hồn quá quá. Bất hồn. Để em đưa chén đổi cho nó ha. Thôi dùng đi, dùng đi đừng okay. Đi. Không ok rồi cả nguyên cái rồi ơi quá đã hoàng rồi cái bao em, tử em quay mình cái đây nè nói diệu cơ á với bà út nha là coi cái clip này á là coi kỹ quà với bác hồ á tàn ăn thứ dữ không á là rắn ăn rắn mà ăn là bao tử uống tàn là đủ à, chỉ có ăn thôi hải mã nè còn mấy thằng bay nè đúng cái thứ này là sao ủa tao chỉ có một của bay không nói tụi bay mà mười hả vậy mà đi ăn nhậu rồi mượn YouTube quay mà còn chọc tức tức mấy người không quay về phát trực tiếp luôn á hả dạ không quay quay về xong rồi chỉnh lại anh thấy con rắn sao anh Tục khó thấy nổi rồi giờ khó thấy nổi rồi khó thấy nổi hả 800 cây chúng ta ăn con rắn này không mà thấy nổi thấy sao không không thấy xa vô cục nữa nha dạ. Cũng thông cảm hơi mặn nhưng mà không ngon lắm á không đâu mở hai con cơ ở nhà mà nó biết hai con nhỏ nhỏ ở nhà khổ lắm vợ con đâu thấy cảnh này hả đâu biết cảnh này hả ok quá cái thịt nó dai như là dài cái nha dài rắn luôn á giòn dài nó giòn ngon dạ. Cái sợi thịt đó là okay, kêu vô vô ngồi dạ. Chú em vô ngồi đây nè ăn nè ok á đậu xanh là mình nấu cháo à đậu xanh à đậu xanh à còn miêu gỏi gỏi nếu mà không mấy thì sẽ là trộn gỏi vừa tới luôn vừa tới bỏ thêm da cải trắng da như sợi gì không cắt lụp bụp 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 vô này mai thiếu củ cải trắng á bạn mềm mà ha dạ đúng rồi cái này là thiếu củ cải trắng không bây giờ cái này là lấy cái nước nấu cháo phải không nấu cháo rồi nấu cháo đậu xanh nha nấu vừa tươi vô ăn ngủ vô đội nón còn chơi vịt lộn mà còn còn chơi nữa hả nó trôi không quá trời ơi bỏ hộp vịt lộn vô nhưng mà còn chân da bảo đảm muốn không mà không đỡ nó nhưng mà còn chơi lại thở trôi không có chạy đó cái nước này đã giữ rồi anh còn kêu bỏ hộp vịt lộn như nữa sao rồi chuyện đó là chuyện nổi nếu mà không đỡ nó ngủ không đỡ nó có đỡ vô nữa qua chưa hết mà 3 giờ sáng cái này tới sáng luôn cái này chắc 12 giờ
Ôi, quá à. Thì thấy cũng xin gác video tại đây cả nhà ơi. Thấy xin kính chúc cả nhà có ngày mới thật an lành, vui tươi trong cuộc sống. Giờ thì tạm biệt cả nhà nhé. Mấy anh em mình. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Với các, mấy anh em mình cùng với các anh, các bác chú ở Đồng Nai xuống giao lưu như thế này thì quá là vui luôn cả nhà. Giờ thì Thái xin hẹn cả nhà ở video sau nha.